Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với Spy Room. Và đây là bài viết Tại sao ai cũng phải học viết, kỹ năng quan trọng nhất cho người trẻ, của Dong Bo, dịch ra từ khóa học viết của giáo sư Jordan Peterson. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi, chúng ta hãy bắt đầu bài viết này nhé. Bài viết này được dịch ra từ khóa học viết của giáo sư Jordan B. Peterson, một chuyên gia về tâm lý học nổi tiếng, trước từng giảng dạy tại Đại học Harvard, nay chuyển về dạy ở Toronto. Những clip của ông trên YouTube luôn được đón nhận và thu hút hàng triệu người. Bài gồm có 10 phần, mình sẽ dịch dần dần và đăng bài lên sau khi dịch xong mỗi phần. Mình có để tiếng Anh ở cuối, nếu thấy phần dịch có gì sai sót, mong các bạn comment để mình sửa kịp thời cho các bạn đọc. Bạn có thể sử dụng tài liệu này và viết một bài luận xuất sắc từ đầu đến cuối chỉ trong 10 bước. Phần lớn thời gian, sinh viên hoặc những người viết tiểu luận chỉ được tiếp cận những thông tin cơ bản về việc viết và phần lớn thông tin tập trung vào chi tiết của giảng bài. Chúng là những điều cần thiết, nhưng việc viết còn bao hàm nhiều hơn việc nói về giảng bài. Nếu bạn viết bài luận của bạn theo phương pháp này, hoàn toàn tuân theo từng bước, bạn sẽ tạo ra một bài luận ở mức tốt trở lên. Bạn cũng học chính xác cách viết một bài luận, thứ rất quý giá để học. Để bắt đầu với bài luận của bạn, thì sang phần đầu, giới thiệu ngay nào. Jordan B. Peterson. Phần 1. Giới thiệu. Thế nào là một bài tiểu luận? Một bài tiểu luận liên quan đến những thông tin được viết trong một chủ đề nhất định nào đó. Trong tiếng Anh, từ essay cũng mang nghĩa là cố gắng hoặc thử điều gì đó. Một bài luận chứa những thông tin mà người viết khám phá về một chủ đề hoặc trả lời một câu hỏi nào đó viết ra. Tại sao mọi người lại sợ viết luận? Phần lớn thời gian, học sinh, sinh viên viết luận chỉ bởi vì họ bị bắt làm vậy bởi thầy cô hoặc giáo viên hướng dẫn. Do đó, sinh viên có xu hướng nghĩ rằng họ viết chỉ để chứng minh cho giáo viên và giáo sư kiến thức của họ. Điều đơn giản như vậy nhưng vô cùng nguy hiểm và sai hoàn toàn. Lý do cốt lõi khi viết là người viết có thể xây dựng và sắp xếp các ý tưởng có tổ chức, mạch lạc và tinh vi về một điều quan trọng nào đó. Tại sao điều quan trọng là phải bận tâm đến những phát triển, những tư duy tinh vi hơn? Điều này bởi vì không có sự khác biệt giữa hành động và suy nghĩ với người mới bắt đầu viết. Điều này đáng để suy nghĩ bởi vì hành động dựa trên suy nghĩ sẽ làm giảm những sai lầm và hiệu quả hơn hành động thiếu suy nghĩ. Nếu bạn muốn cuộc sống của mình có được những điều tích cực, hiệu quả, an toàn, có tổ chức và đạt được nhiều thành tựu hơn là cuộc sống ngắn ngủi, khó chịu và tạp nham, bạn cần suy nghĩ cẩn thận về vấn đề này. Không có cách nào tốt hơn việc viết, bởi vì việc viết giúp mở rộng trí nhớ, giúp bạn chỉnh sửa và làm rõ suy nghĩ của mình. Bạn có thể viết ra nhiều hơn là bạn có thể nhớ, để giúp xem khả năng xem xét một ý tưởng của bạn được mở rộng. Xa hơn nữa, ý tưởng được viết xuống một lần, bạn có thể sửa và thay đổi chúng từng từ một, từng câu một, từng dòng một. Bạn cũng có thể loại bỏ những ý tưởng sau khi bạn suy nghĩ kỹ về chúng. Nếu bạn bỏ đi những ý tưởng không đạt chuẩn, thì bạn sẽ vẫn còn lại những ý tưởng hay. Bạn có thể giữ chúng và sử dụng chúng. Sau đó, bạn sẽ có một tư tưởng tốt, có tổ chức, được viết bởi tay bạn. Cân nhắc về thành công của việc luyện viết lên cuộc sống là điều cần thiết. Nếu bạn muốn có công việc, bạn phải làm điều này cho bạn. Nếu bạn muốn thăng tiến, bạn phải thuyết phục ai đó rằng bạn xứng đáng. Nếu bạn cố gắng thuyết phục ai đó với những ý tưởng phù hợp, bạn phải tranh luận và đưa ra sự thành công của ý tưởng đó, đặc biệt khi có rất nhiều người có ý tưởng cạnh tranh với bạn. Nếu bạn định hình khả năng của bạn sau khi bạn nghĩ và bàn về kết quả của việc viết, bạn tốt hơn nên làm luôn. Cây bút có sức mạnh hơn cả một thanh kiếm. Đây không phải là một câu nói sáo rỗng. Những ý tưởng thay đổi thế giới đều bắt đầu từ việc viết. Người La Mã xây dựng các tòa nhà và chúng biến mất. Người Do Thái viết một cuốn sách và chúng vẫn còn đến tận bây giờ. Nên các từ ngữ tồn tại lâu hơn các viên đá, hơn cả một đế chế. Nếu bạn học để viết và để sửa chữa điều gì mà bạn muốn, bạn cũng sẽ có khả năng phân biệt giữa ý tưởng tốt, sự trình bày, thông minh và những ý tưởng tệ được đưa ra bởi những người u mê, thiếu kỹ năng. Điều này có nghĩa là bạn cũng có thể bóc tách từng vấn đề một. Sau đó, bạn có thể bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng vững chắc thay vì trở thành một con mồi cho những cây viết tầm thường khác thu hút. Cuối cùng, sẽ thật hữu ích khi tâm trí bạn được lấp đầy
bởi những suy nghĩ có tổ chức và có khả năng suy nghĩ về những vấn đề trừu tượng. Do đó, nếu bạn học cách nghĩ thông qua việc viết, sau đó bạn sẽ phát triển một bộ óc có tổ chức, hiệu quả và hoàn toàn có cơ sở chắc chắn. Điều này cũng có nghĩa bạn sẽ có một sức khỏe về tinh thần lẫn thể chất tốt hơn khi không có sự bất ổn, thiếu hiểu biết và căng thẳng không cần thiết. Những căng thẳng không cần thiết sẽ khiến cơ thể phản ứng với những chuyện rất nhỏ. Điều này sẽ khiến bạn tiêu hao năng lượng lãng phí và bị lão hóa nhanh hơn. Và đó là phần 1 trong 10 phần của bài Tại sao ai cũng phải học viết, kỹ năng quan trọng nhất cho người trẻ, được dịch từ một khóa học của giáo sư Jordan B. Peterson. Hy vọng là các bạn thích nội dung lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu như các bạn thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào sparroom.com để tìm đọc thêm nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.